My food nè. Đấy. It's TV here. Hôm nay sẽ bán cậu Beta RX 160 với skin squad. Wow, bạn bắt đầu bị down. Nào đây là nào có súng sự kiện gì đó. Đấy là tặng. Đấy, thoát hai, thoát hai, thoát hai, thoát. Thằng thứ ba đã muộn đấy. Đã muộn quá. Đã muộn quá, lỡ một bài shot của ta. Rồi một tháng. Ui rồi, qua đâu mid-down kìa. Mấy shot kìa. Được rồi, em tên Ngọc Nhi. Cái tên huyền thoại. Tụi mày qua tìm mình định. Vậy mà tìm mình chắc đi đâu cũng đất mất. Đã lâu ngày không bắn rồi để còn gặp Thánh này nữa thì em thua. Ui, chưa. Nhưng vì lâu ngày không bắn nên mình sẽ bắn rất là gà. Mình sẽ cố bắn nhiều headshot nhất có thể. Headshot F5. Quái F5. Quái. Đấy nhận F5 người ta. Người ta chơi cái gì. Quạch. Rồi. Kích em tên Ngọc Nhi. Chị. Ô. Mấy ông này bắt kính nhỉ. Hai shot. Xuyên tạo ra một kill. Rùa vãi. Đấy. Ồ. Chết vớ vẩn quá. Ồ tiếng thua. Rồi nào. Rồi nào. Cái điện SD SD này bắn ảo nhỉ. Ra à, chết ra à, chết. Vào đầu luôn. Không thèm vào người. Rồi con này bắn ra. Phải em tên Ngọc Nhi. Cứ cầm búa lên mà chém. Cứ lao lên vào feed. Ủa, vào đầu full đam rồi. Ô, thanh niên A-chon. What? Dominator kìa. Wow. 13-6, what the hell? Một kill lên Dominator luôn. Sợ vãi. Tự nhiên bị Ngọc Nhi cho vào búa vào đầu. Đù. Đâu có kill bình thường này. Thanh niên bị Ngọc Nhi cho cái búa đầu. Đù. Edil. Ồ. À, cũng thể mua top top nó trâu. Bảo vệ não tốt. Đặc biệt là nữa. Nói chung khẩu súng này cũng là khẩu súng ngon. Nhưng nhưng ui ôi. Ui ôi, tí nữa thì bị Ngọc Nhi cho một quả búa vào đầu. Giờ lắm. Ê mặt nam. Chạy xả nhiều quá thôi. Headshot. Không có ai mà. Ui ô. Tí nữa thì bị ăn búa vào đầu. Ê người đó. Hai
sót còn một đầu mấy lần ở trên. Úi giời, mình nhảy nó đứng kẹt hơn là rõ. Không hiểu mấy ông này bắn à đấy. Hay vãi rồi. Nó bắn à đấy kinh vỡ là bắn trả ra đi. Rồi rồi. Ăn lên hiện mạng. Lại một ông ăn vò. Ăn búa của Ngọc Nhi. Ôi. What the f- chết rồi, vịt hơi nhiều. Chắc là ăn hại quá. Ủa. Ủa, bây giờ nhớ ông bắn ảo nhỉ? Ảo vãi luôn. Ảo vên lêu. Thôi xong. Thôi xong tôi rồi. Ăn quả búa bắt đầu rồi. Ghê quá. Có vẻ như là mỗi lần slide kill được slide double kill thì phải. Bố đớt điểm nữa thế thì hơi cao. Chẳng sao. Ok. Ba shot. Ba shot. Yeah. Ui. Trời ơi. Nhanh 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 nhanh. Con, let's go. Fuck. Chưa được một xin nữa. Cho tôi lấy top 2 nào. Pháo hoa chúc mừng. 430. Trời đất ơi. Không tệ, sau một tháng quay trở lại đã được cái lỗi tính đẹp hài vãi. Mình ra 20%, 17 headshot, 28 ạ. Xuống tay hơi nhiều. Không thấy nó tệ, 28, 28 không biết là được rồi. Chúc bạn xem clip vui vẻ. Thứ hai thì like, share, subscribe để có động lực làm hai nữa. Peace.